Rồi, Điền Minh Vân mời chị Điện Gái lên sân khấu à. À, đàn gái 72 ok. Tại vì mấy tháng nay là Điền Minh Dương mình bận đi làm gà anh à. Cái nhà mình đừng có nghĩ bậy bạ. Đàn con gái đàn bà đi làm gà, tao nghĩ đại bà chứ đàn ông đi làm gà. Không mà thôi mình cái danh từ Việt Nam mình nó cũng nhiều ý nghĩa lắm, ai hiểu sao hiểu. Nên theo mình nói là Điền Minh Dương bận đi chăn gà thì không ai nghĩ sao không nghe. Nghĩ mình nói đi làm gà thôi nghĩ bậy bạ vậy đó. À, Điền Minh Dương mất bận đi làm gà rồi mấy tháng nay là không có được. Hôm nay là mấy chiếc gà xong rồi nó nhưng là mới ra trại. Về giao lưu cả nhà cho vui. Thôi hát bài tân cổ. Thương quá Việt Nam đi ha. Rồi, mời chị Đặng Gái lên sân khấu ạ. Không xác định, YouTube không xác định. Mến chào, cô Vấn Liên mến à. Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, chim nó hót trên cành tre. Chim trên đồng chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù. Đặng ghê ơi, em có nghe chăng gì không hỡi em bé nhỏ. Sao nhà em có chim sáo vừa cao giọng hót như xôn xao. Mừng tia nắng mới trở về đầy xòa bóng tối giữa đêm buồn. Chim hót líu lo trên cành tre nghe rộng ràng trong lòng. Hót đi chim cho quên bao nhọc nhằn gian khổ. Đi chim cho tan hết mù sương, cho mắt mẹ già sáng lại niềm vui. Cho má em tôi già ẩn hồng gái chưa chồng mấy 18 tuổi. Dạ 18 tuổi hát nói vui 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 chứ bây giờ chị đã làm xui rồi à. Gái 17 bé gái sừng trâu đặng gái chỉ là gái 72 27 phải không nè. Mà xanh thêm cho cúc thắm cho em cài lên tóc. Cảm ơn anh Phong Võ, cảm ơn chị Lê Mến. Cảm ơn 100.000 đã tìm yêu ở ngoài còn đang ngến ngến.
sáng lên trăng sáng cho người tìm về bên nhau, sáng lên trăng sáng lên trăng sáng cho tình nào nói trên sâu. Trăng thanh bình trăng hiên vui, ôi thương quá anh trăng Việt Nam, ôi thương quá anh trăng Việt Nam. Trăng quê hương đêm nay sáng qua, sáng trên đôi môi đó hoa cười hé nở. Trăng sáng trên đồ cao, sáng trên tàu chuối anh ơi, vậy mà xem bóng tối đã xa rồi. Hay. Cảm ơn anh Phong Võ nhiều. Rồi đừng đi nữa trăng ơi, để dòng sông buồn mỏi mòn chờ đợi. Làm lại thích đi quan, em ơi có phải đêm nay là ngày hội lớn của quê hương, mà trăng lên cao mà trời đầy sao thấp nên, bao nhiêu đèn bao nhiêu hoa bao nhiêu thương mến sáng lên cho tình sống lại trong tim. Này em ơi hãy lại mà nhìn xem, bao nhiêu người đang cú cài từ sáng tới tối, mở rộng vòng tay nói tình thương yêu ngày cũ. Trăng sáng trên những đôi môi trăng sáng rỡ nụ cười, bóng mát cho người, ôi thương quá anh trăng Việt Nam. Và tình người thắp sáng lại trong tim. Cảm ơn chị đang gãi nhịp. Rồi bài cố vấn không rõ là chị không ạ. Tiếp theo không xác định, YouTube không xác định, đang đi được tài trợ kết sau 15 năm. Thanh Tiến Trình Video.